tuần quán sáng đêm nghỉ chung đây. Công đồng mẫu giáo tàn duyên
mong người để nhất nó tiên tiên đi sắp phong chơi thong đi xe non đi về đúng xa nhị tạp vui mong ngân chư phạt ngài ơi tất xa văn tì dư kết tường vân thành nghi vương vân chư phạt hiền toàn tật nam mô hương cung răng bồ tát ma tháp mô hương cung răng bồ tát ma tháp nam mô mau đệ nhị thanh tiên nhi vốn xưa hiện thanh trong đệ sau năm xưa chốn đồi nghi cùng nơi phố cát đi riêng một bóng xóm mát đi trong nghi thanh chúng ta tay hai nên nhìn những giác phúc từ tổ đại chuẩn đề duy nguyện từ bi tùy giang nam mô tát đa lâm tam diệu tam bồ đề cố chi lâm đắc điện thần chiết đề chuẩn đề sa bà sa la thân gia ngồi hưng đạo đại vương ni đức trần triều hưng đạo đại vương ni uy linh chắc giác ngự đập ngài cứu dân quang biến chiếu từ trung tâm.
số tiên sắc lại tương lai, văn số tiên sắc ngày về to đôi chép biên rõ ràng vì cho đây để trường sinh. Chư phú chư quý khang vinh tỏ trường về cho sống anh đôi đường. Độ cho đệ tử kinh nhi tu chàng sinh, độ cho nhi tu chàng sinh, nhi mang linh thức quý lập lập tài để đa bốn mùa cầu phúc long hài. Dân chim bao phút tây mộng thật
sao xa đôi vị phu nhân nề nề mơ giữ lời khai tình hình đốt thịt cô về dáng ước đền trung từ bi tiếp rất phù động thời cua sông nhà tấp cờ nhiều qua mình chiêu từ trung ngã tích tăng cùng giảng kim cùng hoàng thân cận thánh chúa tiền trung vương ta nâng tân gia ân từ bi mật chúng sinh vô ngã kim kính để khai quang chiêu từ trung sơ tiên giấc lời tương lai cô về tô đô chép biên rõ ràng về cho đầy để trường sinh chư phú chư quý càng vinh thọ trường về cho giúp bách đôi đường
thanh nghi bà ni chú ngực ngừ cành nghi thanh nghi niềm mong nghi nhạc giấc ngơ thanh nghi kinh nghi quỷ đồng nghi tin chúng biết hồ con dân văn nhi
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
năm mươi phương nghĩ nặng nề vinh lễ mẫu tam tòa tiêu thiêu nhã nhã hát ca vang lưng ngờ quỳ đồng dâng tiên đông nhà ý nghi hà dòng xuân trang tình tình ngày mắc chúc chúc mắc xa ý
trình lên mẫu bàn đến đây tính nghi hà. Trình lên các gió các tòa hồi đồng quan lớn con trình tòa sắc trang con trình lên thập nhị thiên là ngày tí à. Chúa độ cho sức mạnh khác hồ ý sông áo trắng nghĩ ngày cướp mình sao chú ý khắp miền ninh năm mươi phương nghĩ ngày về nghĩ cô sẽ cha tiền đi bắt giấy ai thì chú bằng tay lấy miệng kêu con đầy chú thương bao kẻ cưng nịch chú bà nổi tiếng anh linh linh nhất tâm tâm hậu chú lập lập tài đề ta hôm nay chú người đẹp tuyệt vời dân dân văn văn chú bàn cảnh có mấy lời chúa thương ý. Mưa đông chỉ bệnh mùa tan nhang nước thòi chú cứu cho lại lành đi coi bách dân hìa chúa chẳng lấy chi đây một quả núi cùng mơ thì chiếc thòi để ngôi tâu quỷ tình nghi mời tiên chúa chức ngự động ở chức nghĩ tâm một ly là khi huyết sở sinh nghi hay là số bệnh bệnh nghi thiên định sắc số bệnh thiên nhiên định định căn căn na cao số đặc bị máu giá trinh đồng đồng đi trần thế đời đời bình an
đền chú An Thanh cành đẹp cành đẹp tung cành lai xích như sao đôi bên lòng hồ trầu bao ý. Thanh chúa thiên trung quốc, ta lòng tân
giờ âm từ bi mật chúng sinh vô ngã kim kinh để khai quang chiếu đạt duyên niệm. Văn giờ dâng lên thượng lại văn sư dâng lên quang về tấu đôi chép biên rõ ràng độ cho đệ tử bình an. Khai giữ lời khai thịnh hình ớt tình ông về giáng hữu đền dung từ bi tiếp phép thủ động sơ dốc lên thức lại văn sư dốc lên trình quan giám sát chèn biên rõ ràng độ cho đệ tử bình an. Soon.
lời tương lai văn sơ tiên dâng quan về tô đôi chép biên rõ ràng vì cho đệ tử trường sinh chư phú chư quý khang vinh thọ trường phi cho giúp bách đôi đường chị nhàng long thành dốc mất chị nhàng
tông về thời cũ, các ba các tòa thiên linh chúng ta xin là nỗi tư anh linh có hộ anh linh em hạng lịch cùng triển khai xin lời khai tình hình nốt tình không về giáng dựng đền chúng từ bi tiếp nhân phù đồng hồ. Song nhân tập cờ nghiêu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cũng già kim phụng hoàng tân gần thánh chúa tiên trung vương ngã lăng tân giờ từ bi mật chúng sinh vô ngã kim để cái quang chiếu từ trung văn sư dân lên tương lai văn sư dân lên quan về tổng đôi chép miên sẵn sàng độ cho về thể bình an. Dâng nước phép thì có ai đâu
đại già, có đại già sông thao sông cả kéo quân về, kéo quân về đóng ngã ba tranh vui sướng ca đàn hát tập tập tành thơ ngập phú lục lục đàn tranh chơi bời. Quân lành mà đời quan đi về, sao thần tử ngơ, sao thần tử chơi tàn viên tam đạo, truyền chữ quân đi đào tiền phong nghi chiếc kéo cờ vất trong trong sông bè sau thuyền chiếc giữa dòng dòng này đánh 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 chấp chấp cầm 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 đi chấp chấp cầm 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 chiếc vang ca anh nốt anh hò chim nổi dưới môn chiều đình nghi văn võ ba quan sai lên đón rước quan để ta về rồi đức đức gồm vẹn đức đức gồm vẹn thung dung hoa mang bẩm sinh thành từ chất chất lòng đen cung tịch mời hoàng thái tử đệ tam phương phi diện mạo dục nhan phát thiền xoa thức ra tiếng bàn loạn đi cung tịch mời quan đệ tứ bốn con rời cao ngự thiên cung dòng mình bấm bấm trôi trôi sắc nghi dòng dòng quyền hoa để nghi từng nghi uy hùng nghi nghi sầy phong nghi thank you.
ông về trên văn các quan tả văn hướng võ lương ban báo đáp lệnh truyền văn võ đô hạ ngũ tướng anh linh hổ anh linh yêu hạ lệnh của mình triển khai giữ lời khai thịnh hình đốt tịch ông về giáng đền trung từ bi tiếp đất phù đồng quang sông nhà tấp tấp cờ nghèo quang minh chiêu từ trung ngã tích lăng cùng giảng kim cùng hoàng thân cận thanh chúa thiên trung vương ta đang tân giờ ân đi từ bi mật chúng sinh vô ngã kim kính để khai quang chiêu từ trung văn sơ dâng lên thức lại văn sơ dâng lên toàn về tấu đôi chúa về rõ ràng độ cho đệ tử nga chưa quý khẳng bình bình họ trường phê cho sức mạnh đôi đường mười trên trời dưới đất đi quả thông chi đạo Phật Phật ơi truyền ra sau ra thu chắc hết tà tình phép ngày đi xa sẽ thế vương tay ngũ tướng anh linh hổ anh linh yêu nhau hạ lệnh của mình triển khai giữ lời khai tình hình đốt tình không về giáng đền trung từ bi tiếp đất phù đồng
sông nhân tập cờ nhiều quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cùng giảng kim cùng hoàng tân cần thánh chúa thiên trung vương ngao lăng tân giờ từ bi mật chúng sinh vô ngã kim kinh để khai quang chiếu đàn duyên lên nay tương lai văn xuống thăng lên ngày về tô đôi chép biên rõ ràng về cho đệ tử trường sinh chư phú chư quý càng vinh minh tỏ chiều phê cho sức mạnh đôi đường đầu năm chi cuối bạc vàng thanh thông chư giảng thanh giang lưu huân hà độ cho đệ tử đời đời bình an độ cho chư an ta nghĩ cao ngô sông
con nguyện trung thành tứ phụ trước hội đồng văn võ bá quan, cuối xin ông nhỏ phước tin nhan độ cho đệ tử khang ninh tháng ngày. Xa tận phóng công quan tâm tranh lâm liệt uy hùng, cứ dân hộ quốc nên công mới hàng đầu. Chờ tôi lại trở ra đi, cưới tiếng bạch hổ lên châu thượng xoa tinh tiết thanh thức ngàn tiên sắc văn tiết thanh tự đây. Ở trên ngàn gió quân dung cây tôm cá sò lên bụng mùi
Dừng nghỉ quên
nghe chẳng ngờ sao nức nức nó buồn vai quỳ lắm tí lắc ngoài đông thương tổng quan và ra chơi bời thì thanh bạc bắt lại êm trời Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.